Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với YouTube channel của Nghi Phương. Và bây giờ thì đã là tháng 8 rồi, không biết là mọi người đã phải quay trở lại trường học chưa? Mình nghĩ là tầm này mọi người đã bắt đầu dục dịch quay trở lại trường rồi, thế nên là mình đã quyết định ngồi xuống và làm video gợi ý cho mọi người 10 outfit để mọi người có thể mặc đi học. Và video này thì sẽ phù hợp với cả các bạn học sinh và các bạn sinh viên nữa. Những cái outfit ngày hôm nay thì nó sẽ kiểu nó không bị vây rích quá ấy, và mình sẽ cố gắng sáng tạo ra nhiều cái outfit, nhiều kiểu phối khác nhau để mọi người có thể tận dụng vào trong những cái outfit hàng ngày. Ok, bây giờ thì chúng mình cũng bắt đầu lên nhé. Let's go. Outfit đầu tiên mà mình muốn gợi ý cho mọi người một cách phối mà đảm bảo áp dụng công thức là có ngay một outfit xịn sò đi học. Mình lựa chọn một chiếc áo thun kẻ ngang của tròn đơn giản, phối cùng chân váy midi xòe nhẹ nhàng. Bên dưới thì mình có lựa chọn một đôi xăng đan khá lớn màu đen, nhưng mà nếu mà phối không như thế này thì nó bị bình thường quá ấy. Thế nên là nếu bạn nào muốn mặc kiểu như vậy thì có thể mix thêm một đôi tất trắng cao cổ vào bên trong cho nó nổi nhá. Để hoàn thiện set đồ thì mình lựa chọn thêm một chiếc túi tốt vẫn mang tông trắng. Cách phối đồ thứ hai mà mình muốn gợi ý với mọi người, nó là một cái cách phối đồ khá đơn giản nhưng mà chưa bao giờ nhàm chán. Toàn ai từng quen mặt ở trong tủ đồ của mọi người rồi đúng không nào? Với quần jean ống rộng cơ bản thì mình nghĩ là trong tủ đồ của mọi người ít nhất là nên có tầm 3 chiếc và 3 màu khác nhau vì nó rất là dễ phối đồ luôn ấy. Ở outfit lần này thì mình lựa chọn quần jean ống rộng màu trắng. Bên trên thì mình có lựa chọn thêm áo polo chất nó kiểu hơi giống len dệt kim ấy, nhưng mà nó khá là mỏng nhẹ, thoáng mát, thế nên là mùa hè mọi người không lo bị nóng đâu. Outfit này thì khá phù hợp với những bạn gầy mà muốn vẻ ngoài của mình trở nên đầy đặn hơn. Còn nếu mà bạn muốn thân hình của mình gầy hơn một chút xíu thì có thể lựa chọn màu tối hơn nhé. Nhưng mà áo kẻ ngang này thì không lo là mình bị béo hơn đâu, bởi vì nó là sọc kẻ nhỏ mà. Cách phối đồ tiếp theo thì mình có phối đồ theo kiểu white on white, nghĩa là full trắng từ trên xuống dưới. Mình có lựa chọn một chiếc đầm sát nách dài khá thoải mái và có một chút xẻ tà ở chân để outfit trở nên bắt mắt hơn. Để hoàn thiện set đồ thì mình có lựa chọn túi tốt và một đôi xăng đan cực kỳ hot trong mùa hè này. Và dành cho những bạn nào mà đang muốn tìm kiếm xăng đan đi học thì tham khảo ngay cái đôi xăng đan này nhé, trông nó xinh xắn và dễ phối đồ lắm luôn đấy. Nếu mà mọi người muốn sáng tạo hơn một chút thì hãy thử phối thêm tất cao cổ bên trong nhé. Ở cách phối đồ thứ tư thì mình có mix một chiếc áo sơ mi crop top lệch vạt cùng với một chiếc chân váy xếp ly. Và cái cách phối đồ này thì nó không hề mới, nhưng mà cách phối thêm một chiếc cà vạt ở phần cổ như thế này thì khiến outfit của mình trông mới lạ hơn. Nếu không có sơ mi crop top thì mọi người có thể sử dụng sơ mi thường rồi mix sơ vin cũng được nha. Và tận dụng luôn lại cái phần thân dưới thì mình sẽ chỉ thay bên trên bằng một chiếc áo thun crop top. Bên ngoài thì mình đã quyết định phối thêm một chiếc áo blazer để cho vẻ ngoài thật là phong cách. Hoặc nếu mọi người không có blazer ấy thì mọi người có thể thử áo sơ mi đen hoặc là những kiểu sơ mi da nhé. Thường thì nghĩ đến chân váy xếp ly thì người ta sẽ nghĩ đến ngay ghế sự bánh bèo, nhưng mà nếu mọi người không thuộc trường phái bánh bèo thì có thể áp dụng ngay công thức này của mình nhé. Gợi ý số 6, khi đi học thì tất cả các kiểu chân váy dài thoải mái thì đều được mình trưng dụng vào set đồ này. Mình mix nó cùng với áo hai dây và khoác thêm một chiếc cardigan mỏng nhẹ. Nếu mà sợ nổi quá thì mọi người có thể lựa chọn chân váy màu trung tính hoặc những cái màu kiểu pastel nhẹ nhàng ấy. Nhưng mà nếu mà mọi người vẫn còn lăn tăn về chiếc áo hai dây thì có thể chuyển sang một chiếc áo thun cơ bản cổ rộng nhé. Đừng lựa chọn những chiếc áo cổ cao quá vì trông nó sẽ hơi bị bí cái outfit của mình một chút. Áo ghi lê thì lại là một item quá quen thuộc và ở trong tủ đồ của mọi người sẽ có ít nhất từ 1 đến 2 chiếc rồi đúng không? Thế nên là trong mùa back to school này, hãy mang nó ra và tận dụng hết cơ em nó. Áo ghi lê thì nó có rất là nhiều kiểu dáng và mỗi một kiểu lại mang đến một cái ấn tượng khác nhau. Thế nên là chỉ cần thay đổi một chút là mọi người có ngay một outfit mới mẻ rồi. Công thức phối đồ lần này thì mình có mix bên trong áo ghi lê một chiếc áo thun trắng không cổ và đóng thùng với nó là một chiếc chân váy midi jean xẻ tà. Toàn những cái màu trung tính thôi, nhưng mà khi mà mọi người thay đổi một chút trong cái cách sắp xếp layer ấy thì mọi người sẽ tạo nên một cái outfit trong nó hoàn toàn mới mẻ và lạ mắt. Công thức phối đồ thứ 8, áo thun mix cùng với quần jean ống rộng màu ombre. Và nếu mọi người không được mặc quần jean rách như thế này đến trường thì có thể thay bằng quần jean trơn nha. Công thức này thì không mới nhưng mà mình vẫn muốn đưa vào để chỉ cách làm sao để cho mọi người có một cái outfit đẹp nhất có thể. Vẫn là áo thun và quần jean nhưng mà không phải ai mặc lên cũng đẹp đâu. Bởi vì có người mặc lên trông rất là hay ho mà có những người mặc lên thì cái outfit trông nó rất là bình thường ấy. Nên cái tiểu tiết trong cái set đồ của mọi người là rất quan trọng nhá. Ở đây thì mình có mix một chiếc áo thun với phần in chữ màu xanh xuyệt tông với cái quần bên dưới. Và cái tổng thể từ trên xuống dưới nó rất là nhẹ nhàng như thế này thì đừng ai thêm vào một đôi giày màu đen nha, nó sẽ phá hỏng hoàn toàn cái set đồ. Và thay vào đấy là chúng mình nên lựa chọn những cái màu nhẹ nhàng hơn, ví dụ như cái màu xanh pastel mà mình sử dụng ở đây, hoặc không dễ nhất là mọi người cứ chọn những cái đôi giày màu trắng nhé. Công thức phối đồ thứ 9 vẫn là quần jean ống rộng, nhưng mà để nói về cách phối đồ đi học thì chắc chắn không thể bỏ qua kiểu mix sơ mi rồi. Thay vì mix sơ mi như bình thường thì mình có lựa chọn bên trong một chiếc áo thun đen nhấn nhá một chút với vòng cổ kim loại để tạo lên một cái layer bắt mắt. Bên dưới là kiểu quần jean ống rộng nhưng mà có đai chéo. Nhưng mà nếu mọi người không tìm được kiểu quần jean như thế này thì mọi người mặc quần jean thường và thắt thêm một chiếc đai lưng thật là phong cách cũng được nhé. Cách phối đồ cuối cùng của ngày hôm nay nó là một cái cách phối đồ trông nó khá là Hàn Quốc. Mọi người có thể tận dụng lại ngay được những chiếc đầm sơ mi ở trong tủ đồ mùa hè của mình. Mix thả cúc và bên trong thì mọi người có thể mix thêm áo thun này, áo hai dây. Bên dưới thì có thể lựa chọn thêm một chiếc quần ống rộng khá là thoải mái. Và với công thức mix đồ này thì mình highly recommend mọi người, đấy là bên trong mọi người nên mặc đồ kiểu màu nhẹ nhàng thôi nhé. Nếu mà mọi người e ngại rằng cái cách phối đồ như thế này có thể làm cho mọi người ngắn đi thì mọi người hãy sử dụng màu áo và quần ở bên trong đồng màu. Khi phối đồ như vậy thì cơ thể mọi người nó sẽ không bị chia thành nhiều phần nữa mà nó sẽ liền mạch từ trên xuống dưới.
dưới, và vì vậy thì trong cơ thể của mọi người nó cũng sẽ ăn ra được một chút chiều cao. Vì vậy mà khi mà mọi người phối đồ kiểu như vậy thì không lo bị ngắn người đâu nha. Và để hoàn thiện set đồ thì không thể quên được một chiếc túi tốt thật là xinh. Ok, vừa rồi thì mình đã vừa gợi ý cho mọi người 10 outfit để mọi người có thể mặc đến trường. Và không biết rằng là những cái outfit ngày hôm nay có đã đủ hành trang cho mọi người chuẩn bị cho năm học sắp tới chưa. Và nếu mọi người mong muốn mình làm thêm về chủ đề Back to School này thì đừng quên comment bên dưới cho mình biết nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye.